Azaro Wanted by Night, Most Wanted và Most Wanted phiên bản Parfum vừa mới ra mắt. Và nếu như bạn đang loay hoay, lăn tăn khi mà lạc vào cái mê cung những phiên bản Wanted khác nhau của nhà Azaro, thì hy vọng video này sẽ là một cái góc nhìn để các bạn thể lựa chọn được một mùi hương phù hợp. Và nếu như bạn cũng đang tò mò về cái phiên bản Most Wanted Parfum ở đây, thì đây cũng sẽ là một cái video phân tích rõ hơn trên cái khía cạnh với em Most Wanted cũ này. Và chúng ta cùng nhau xem nó có gì đặc biệt nhá. Đầu tiên thì chúng ta đến với cái phần thiết kế của phiên bản Most Wanted Parfum này. Các bạn có thể nhìn thấy nó đang quay trở lại với cái thiết kế giống với cái ông Wanted by Night. Đây, các bạn có thể dễ dàng nhìn ra. Có nghĩa là họ sẽ làm cái phần thủy tinh ở dưới là thủy tinh trong để các bạn có thể dễ dàng nhìn được cái lượng dui ở trong này. Với cá nhân mình thì sau cái thiết kế đen ngòm như thế này, ngầu lòi, trông rất là chất, thì có vẻ như là cái sự sáng tạo nó đã giảm bớt đi, mà đây là một cái bước đi ngược, đi lùi lại, về lại với cái phiên bản gốc. Và nếu như mà để thiết kế như thế này thì nó thật là cái thiết kế của Wanted by Night nhìn nó đẹp hơn khá là nhiều, trông nó kiểu cục xì ngầu opelac và nó thật hơn. Còn với cái phiên bản này các bạn có thể nhìn thấy này, với cá nhân mình thì mình không hề thích về cái thiết kế kiểu này một tí nào. Mặc dù với cái thiết kế kiểu này thì các bạn có thể dễ dàng soi được cái lượng dui, nhưng với cá nhân mình thì mình thấy rằng đây một thiết kế không có sự sáng tạo. Mặc dù biết rằng cùng ở trong cái line Wanted thì có sự thay đổi, nhưng mà tại sao không làm một cái màu khác nó đẹp hơn, mà lại chỉ đơn giản rằng là đây như kiểu cởi mất cái quần đi rồi ấy, chỉ để lại ở cái phần trên thôi. Nên là với mình thì mình không hề thích cái thiết kế kiểu này. Còn toàn bộ những cái ở trên thì nó không khác gì cả, chỉ là đây là một cái size nhỏ hơn thôi. Với mình thì mình thấy đánh giá về cái thiết kế này có vẻ như là khá là nghèo nàn. Về phần mùi hương thì xin phép được bỏ phiên bản Wanted by Night ra, tại vì cái phiên bản Parfum này chúng ta có thể hiểu được là nó là một cái phiên bản độc đặc hơn so với cái phiên bản Most Wanted đã làm mưa làm gió ở trên thị trường. Và chúng ta sẽ chỉ so sánh hai mùi hương này với nhau thôi. Nhưng các bạn cũng có thể thấy được rằng là cái bảng thành phần của hai em nó cũng đã có sự thay đổi khá là rõ rệt. Và cái sự thay đổi này, nhưng mà khi các bạn ngửi ở trên da thì các bạn vẫn sẽ thấy một cái DNA nó xuyên suốt là một cái tông mùi ngọt. Thì cái mùi hương của Most Wanted phiên bản Parfum này thì khi các bạn vừa mới xịt ra ngay ở trên tay thôi, đây mình có thể xịt ra luôn, tại vì tối nay thì mình cũng sẽ có một cái buổi đi quay phỏng vấn và trời Hà Nội thì nó cũng đang không quá là nóng. Thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn đã nhận thấy một cái hình ảnh mà các bạn dễ dàng liên tưởng tới, đó là một cái cảm giác khi mà một cái hoạt động, đó là khi các bạn dầm những cái củ gừng ra. Và cái củ gừng ở đây thì nó có một cái nét rất là juicy, và mùi hương nó có xu hướng tối nhờ cái nét ngọt xuất hiện ngay từ ban đầu. Và chúng ta sẽ nhận thấy ngoài cái juicy ra thì nó có cái nét cay cay đặc trưng của gừng, nhưng mà nó không phải là cái hướng kiểu cay nồng nàn như là ở mấy con Dior Sauvage. Và cái sự cay này so nó với phiên bản Most Wanted thì với mình thì em này nó ngửi cảm giác nó fresh hơn và nó có cái cảm giác ẩm hơn so với cái phiên bản Most Wanted ở cái phần top note. Và cái nét ngọt thì các bạn cũng sẽ thấy là nó trực chờ ngay ở cái ban đầu. Ở cái khoảng tầm 15 phút sau khi cái mùi hương của Most Wanted ở trên da của mình thì mình ngửi thấy một cái bay mùi gỗ. Cái mùi gỗ ở đây khi mà cái nét gừng nó đang cái nét juicy nó chưa gọi là biến chuyển hết ấy, thì các bạn nhận thấy rằng cái gỗ ở đây nó như kiểu là cái những cái thanh gỗ mà được gâm ở trong cái nước và nó hơi bị mục ra vậy. Thậm chí rằng có những lúc mình ngửi Most Wanted phiên bản Parfum này ở trên da nó có một cảm giác hơi kiểu hôi hôi nhẹ, nó kiểu mùi gỗ ẩm, khi các bạn ngửi nó cảm giác kiểu nó bị bí xong rồi nó kiểu mục ấy, thì có cái hơi hướng như vậy. Nhưng mà cái cảm giác này nó chỉ tầm loanh quanh tầm 15 phút thôi, và khi cái nét juicy của gừng qua đi thì cái bay mùi gỗ nó sẽ lên rất là rõ. Và cái gỗ ở đây nó là một cái mùi gỗ cay nồng và kết hợp thêm cái nét ngọt. Cái sự ngọt ở đây nó cũng khá là khác so với cái nét ngọt của Most Wanted. Nếu như ở cái nét ngọt ở Most Wanted ấy, nó thuần là một cái mùi hương xu hướng vanilla, gu măng nhiều,
Thì ở cái phiên bản Mod Wanted Parfum này thì với mình nó là một cái mùi hương woody và vanilla, có nghĩa là gỗ và cái nét ngọt. Thì các bạn chỉ cần hình dung đó là nếu như bạn bạn nào mà hay ăn những cái bánh ngọt của những cái quán như là Baggy Gato thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó có những cái sô cô la trang trí nhỏ nhỏ ở trên những cái thanh sô cô la, những cái miếng sô cô la làm khá là giòn để các bạn có thể bẻ được. Thì cái cảm giác mượt và lúc này thì nó như kiểu là người ta đang làm một cái lớp vỏ sô cô la ở ngoài bọc lấy cái mùi hương gỗ. Nên là với mình thì khi mà mình ngửi thoáng qua thì mình có thể thấy được cái nét sô cô la lên, nhưng mà khi mà ngửi sát vào thì cái mùi hương nó có tạo nên cái sự rất là dày dặn và nam tính, kiểu hơi hướng như vậy. Thì với mình ấy, thì mình thấy một điều rằng phiên bản Mod Wanted này nó là một cái phiên bản thuần trẻ hơn, còn đây thì là một anh chàng kiểu ngoài 30 tuổi rồi nhưng mà vẫn kiểu ăn chơi mải mê và tập trung vào những cái mùi hương ngọt, nhưng mà cảm giác là anh ấy không thể nào bám chen được so với những cái mùi như thế này. Đó là toàn bộ cái cảm nhận của mình, có thể miêu tả bằng hình ảnh để các bạn có thể dễ dàng hình dung về cái mùi hương của Mod Wanted. Về sau thì nó cứ nhẹ dần đi thôi, bay gỗ cùng với cái nét ngọt đặc trưng, nhưng mà nó vẫn sẽ nặng về gỗ hơn so với cái phiên bản Mod Wanted là một cái mùi hương u măng bánh. Thế thì mùi hương này nó sẽ tập trung vào cái độ tuổi như thế nào? Thì lúc ấy mình có nói ở đoạn cuối, đó là cái mùi hương của Mod Wanted thì nó sẽ trẻ trung hơn. Và khi cái con Mod Wanted này nó được rộ lên ở thị trường Việt Nam và nó đã có một cái thời gian cháy hàng khá là nhiều, thì các bạn cũng biết rằng là gần như cái mùi hương này nó ăn đứt Ultra Male về độ bám tỏa. Và cùng là cái bay ngọt giống nhau thì mùi hương này có xu hướng u măng nên là nó sẽ nịnh mũi hơn. Nhưng với cái phiên bản này ra thì mình lại thấy rằng nó đang tập trung đi vào ngách nhiều hơn, nó đang cố gắng làm hài lòng những người có tuổi hơn, thay vì một cái số đông đang muốn sử dụng mùi hương tìm một cái mùi ngọt. Thì cái nhà Azzaro nó sẽ khuyến khích các bạn dùng cái phiên bản này, còn với phiên bản này thì nó sẽ dành cho những người khó tính và trưởng thành hơn. Nhưng với cá nhân mình là mình nghĩ mình là một cái tệp khách mà phiên bản parfum này ra mắt để có thể hướng tới, thì mình cũng sẽ không mua mùi hương này. Tại vì với mình thì nếu như mà ở khoảng tầm 30 tuổi mà mình có điều kiện kinh tế gọi là không quá tệ thì đây không phải là một cái mùi hương quá xuất sắc để có thể đi hẹn hò. Và mình cũng sẽ có xu hướng là một là chọn những mùi trưởng thành, nam tính và có thể hơi cổ điển hẳn. Còn với cái xu hướng là tiếp cận với những người khác giới hoặc là muốn một cái mùi hương trẻ trung hơn thì mình sẽ lựa chọn phiên bản này. Cái phiên bản này nó đang kiểu cố gắng nhào nặn những cái sự thành công và tranh thủ rằng khi Azzaro Mod Wanted còn đang hot thì chúng ta cố gắng đẻ thêm. Và các bạn đã bao giờ đặt một cái câu hỏi tò mò rằng nếu như một chai nước hoa hot như thế này thì những cái phiên bản ra sau đặt tên giống mà chỉ thay cái cảm giác về nồng độ thôi, nhưng thực chất thì nó thay đổi cả về phần mùi hương, nó kích thích cái sự tò mò, từ đó đẩy cái nhu cầu sức mua của người dùng hơn và cố gắng để kiếm thêm chi phí từ những cái phiên bản này ra mắt. Có thể sau này nó lại ra phiên bản EDT chẳng hạn, Mod Wanted, để có thể kích thích tò mò hơn và kích thích sức mua. Nhưng mà với mình thì đây là một cái phiên bản nó gần như rằng đi vào một cái ngõ cụt nhiều hơn là một phiên bản đáp ứng được số đông. Với mình thì thực sự là mình chê phiên bản Mod Wanted Parfum này. Còn về cái hiệu năng thì cũng có thể có một cái sự thay đổi về hiệu năng một xíu. Có nghĩa là trên da mình thì hai cái bay mùi nó có cái xu hướng là bám tỏa khá ổn, hai con thì xem với nhau. Nhưng mà nếu như các bạn ngửi hai mùi side by side thì các bạn nhận thấy Mod Wanted nó có độ nặng và độ dày hơn ở trên da khá nhiều so với cái phiên bản này. Phiên bản này nhiều khi các bạn ngửi ở cái đoạn khoảng tầm 3-4 tiếng xịt thì nó mỏng mỏng thôi, nhưng mà với phiên bản này thì nó như kiểu một cái khúc gỗ vậy, nên là nó khá là nặng nề và nó bị già hơn so với em này. Còn độ lưu thì lúc nào cũng tầm 7-8 tiếng cho các bạn là thừa sức, vào độ tỏa hương là tầm hơn nửa cánh tay. Đấy là điều mà cả hai con này nó không có sự thay đổi quá là khác biệt. Mặc dù là đấy, nồng độ thì có vẻ thay đổi đấy, nhưng mà thực sự thì khi nốt hương thay đổi thì nồng độ nó không còn quá là nhiều ý nghĩa nữa. Nên là với mình thì nếu như bạn đang có ý định là mua phiên bản này với một cái hy vọng rằng là nó sẽ bám tỏa tốt hơn nữa thì nó không làm được điều đấy quá nhiều đâu.
Thế là với mình thì cái bản này nó vẫn là chân ái rồi. Đó. Còn em này thì nói thật là để hỏi là độ tuổi nào phù hợp, có lẽ phải ngoài 25 tuổi đủ ra và đi làm môi trường kiểu office, văn phòng. Và hoặc là nếu mà mùa đông thì các bạn có thể xài được. Và các bạn cũng có thể xem, không biết là cái con này có trailer không, mình cũng chưa kịp xem cái trailer con này như thế nào. Nhưng với mình thì cái phiên bản này là một phiên bản mình không thích và mình không đánh giá cao. Nếu như lựa chọn thì vẫn vote cho các bạn mùi kia. Còn nếu mà các bạn thấy mùi kia nó đang trẻ quá, các bạn đang muốn tìm cái gì đấy nó kiểu đặc biệt hơn một xíu và nhiều gỗ hơn, trưởng thành hơn, thì các bạn có thể mua phiên bản này. Giá cũng không chênh nhau quá nhiều. Và đó là toàn bộ những cái gì mà mình nghĩ là mình chia sẻ nhanh về hai cái phiên bản, một Wanted và một phiên bản một Wanted 3 full. Ngoài ra thì còn Wanted by Nine ở đây. Wanted by Nine với mình thì nó không phải là cái bơi mùi quá ngọt, nên là Wanted by Nine thì nó lại hợp cái office hơn. Và nó có xu hướng loanh quanh tầm 23 đến 26, 27 tuổi là hợp lý. Con này các bạn cũng có thể xem lại cái video ở trên này, mình sẽ cố gắng để ở đây cho các bạn xem. Theo dõi con này là một cái kiểu ngôn ngữ khác này. Nó là một cái phạm trù khác, cái mục tiêu khác. Còn hai con này thì đấy, đó là những cái gì mình đã chia sẻ. Hy vọng rằng là các bạn không bị lạc lối trong những cái con văn tực của nhà Azaro nữa, mà các bạn sẽ có một cái lựa chọn thông minh hơn. Ngoài ra các bạn có thể đọc những cái bình luận của mọi người chia sẻ phía dưới về cảm nhận của một văn tực 3 full. Và bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.